chào chư vị đồng tu chào mọi người xin mời mở kinh thập thiện nghiệp đạo ra trang thứ 15 bắt đầu xem hàng thứ ba của kinh văn tuệ trang nghiêm cố năng đoàn nhất thiết phân biệt vọng kiến ở trên là nói Thập thiện Nghiệp đạo Thực tiễn vào trong Lục Ba la mật Của Bồ Tát Đây là một đoạn Cuối cùng bát nhã Ba la mật giới định tuệ tam học là ba nguyên tắc mà mười phương ba đời tất cả chư phật từ sơ phát tâm mãi đến viên mãn bồ đề nhất định phải tuân thủ ba điều này Định Là thể của tâm Tuệ Là quán chiếu của tâm Giới Là hành vi của tâm Cho nên gọi nó là Tam học Cũng gọi là Tam bảo Tuệ là Phật bảo Định là Pháp bảo Giới là tăng bảo Đây là chúng ta gọi Phật Pháp Tăng Tam Bảo Tam Bảo đầy đủ Gọi là hành đạo Bồ Tát Gọi là học Phật Ba điều thiếu một điều Thì chắc chắn không thể thành tựu Cổ nhân nói Ba điều này ví như ba chân của cái giạc Thiếu một chân Đều bị ngã đổ ngay Sẽ không thể đứng vững. Vì vậy chúng ta muốn học Phật Ba điều này Không thể không xem trọng Vô lượng vô biên pháp môn Các vị hãy suy nghĩ thật kỹ Nếu bạn đem nó quy đạp Cuối cùng quy nạp thành ba điều này Cho nên tam học là tổng cương lĩnh hành môn của bồ tát kinh thập thiện nghiệp đạo là giới học là đại căn đại bản ở trong giới học chúng ta ở trong đời sống thường ngày khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều tương ưng giới thập thiện thì người này là học phật rồi nếu như vẫn cứ tương ưng với thập ác đó là đi ngược lại với phật pháp rồi càng đi càng xa dứt khoát không được cho rằng giới nho nhỏ có thể bỏ đi cái tư tưởng này thời cận đại vô cùng thịnh hành thậm chí là chúng ta lúc đang thọ giới khi tôi thọ giới pháp sư ở trong giới đàn thầy truyền giới cũng đều nói giới nhỏ nhỏ có thể bỏ đi cho rằng đại giới chúng ta phải giữ không được phép phạm giới nho nhỏ thì không sao cả ngày nay phật giáo suy di suy đến mức độ này nguyên nhân gì vậy giới nho nhỏ có thể bỏ đi hỏng tại chỗ này đâu biết rằng tích tiểu ác sẽ thành đại ác lơ là việc thiện nho nhỏ rồi thiện nho nhỏ mà lại không chịu làm ác nho nhỏ bản thân lại không thể ngăn cấm cho nên tuy cả đời học phật cuối cùng vẫn không tránh khỏi đò ác đạo cái nguyên nhân này ở chỗ nào chúng ta nhất định phải hiểu rõ nhất định phải sáng tỏ người tu hành chân chánh quan niệm của họ hoàn toàn ngược lại với chúng ta việc thiện nho nhỏ họ chịu làm việc ác nho nhỏ họ rất cẩn trọng họ đều không phạm cho nên họ có thể thành tựu đây gọi là trí tuệ chân thật Người thế gian là không giặc mà hư diệt lớn. Sáu cương lĩnh của Pháp hành Bồ Tát Năm điều phía trước đều là chú trọng ở trên sự. Một điều này là ở trên lý. Điều này phải làm như thế nào vậy? Phật ở trong kinh luận Nói với chúng ta rất rõ ràng Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Chính là tuệ Trong Kinh Bát Nhã nói Tam Luân Thể Không Chúng ta tu bố thí Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định lìa tất cả tướng tu tất cả pháp đây gọi là bát nhã ba la mật cho nên bát nhã không thể tách rời năm phần phía trước tách rời năm phần phía trước thì bát nhã tan thành mây khói bát nhã đó chỉ có lý không có sự đang thành mây khói rồi cần phải có lý có sự mới viên mãn không đến nỗi lệch về một bên thế tôn năm xưa còn tại thế chúng ta đều đã từng nghe qua chính bản thân ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Ở trong 49 năm đó đã dùng 22 năm để giảng Bát Nhã. Chúng ta nhìn từ lịch sử mới biết Phật giáo hóa chúng sanh đích xác là lấy bát nhã làm trung tâm nếu như không có bát nhã năm điều phía trước là thiện bố thí đến thiền định đều là thiện bạn tu bố thí, tu trì giới, tu nhẫn nhục, tu tinh tấn. Bạn tu bốn điều phía trước. Thì quả báo của bạn ở trời dục giới. Nếu như bạn tu thiền định thì quả báo của bạn ở trời sắc giới, trời vô sắc giới. Hưởng phước trời không ra khỏi tam giới. Nếu như có bát nhã ba la mật ở bên trong Liền thoát khỏi tam giới Không những thoát khỏi tam giới Hơn nữa thoát khỏi mười pháp giới Vậy mới đạt được thành tựu cứu cánh viên mãn Bác Nhã tuy là giảng 22 năm Giảng nhiều như vậy Nếu như các vị đọc Kinh Đại bát Nhã là bộ kinh lớn nhất Ở trong kinh Phật Hoa nghiêm mới chỉ có 80 quyển Kinh Đại Bát Nhã có 600 quyển Bên trong câu lặp lại Hơn cả một ngàn lần dạng lần Cho nên có người nói Người Trung Quốc không thích lặp lại người trung quốc từ xưa thích đơn giản rõ ràng văn tự ngôn ngữ đều coi trọng đơn giản chính yếu vừa rõ ràng vừa đầy đủ đây là tiêu chuẩn ngôn ngữ văn chương vào thời xưa có thể đạt đến tiêu chuẩn này là văn chương hay ngôn ngữ hay mới không rắc rối thế nhưng tập tánh của người ấn độ với người trung quốc không giống nhau người ấn độ ưa thích lặp lại liên tục lặp lại hết lần này đến lần khác chúng ta thử suy nghĩ thật kỹ nó có cái hay của nó khuyên bảo nói một lần vài lần người liền quay đầu giác ngộ ít lắm bao giờ cũng ngàn lần dặn dò dặn lần nhắc nhở họ mới quay đầu mới thật sự giác ngộ đối với người trung quốc hiện nay mà nói cái phương pháp này của phật pháp có hiệu quả phương pháp cổ xưa của trung quốc chúng ta tuy hay nhưng hiệu quả không bằng phật pháp phật pháp coi trọng việc lặp lại liên tục cho dù bạn đã quay đầu rồi đã giác ngộ rồi đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh rồi vẫn phải lặp lại như vậy nguyên nhân gì vậy bạn giác ngộ rồi như người khác chưa giác ngộ phật pháp lấy lợi ích chúng sanh làm hàng đầu sau đó mới là tự lợi sự khác biệt giữa đại tiểu thừa quả thật mà nói là ở điểm này pháp đại thừa là lấy lợi ích chúng sanh làm hàng đầu cho nên đem từ bi đặt lên phía trước pháp tiểu thừa là lấy tự lợi làm hàng đầu cho nên đem tịch tịnh đặt lên phía trước cái mà trung quốc tiếp nhận là pháp đại thừa Ở trong từ bi tu tịch tịnh Đây là tự tha lợi đôi đường Tịch tịnh là thiền định Từ bi thực tiện trong bố thí Trì giới Nhẫn nhục tinh tấn nếu như tách rời bốn điều phía trước này thì từ bi chỉ là lời nói xuông, từ bi phải thực tiễn vào trong đời sống thường ngày. ý nghĩa phần trước cũng đã báo cáo qua với các vị rồi. tâm bố thí nhất định không thể đoạn. Bố thí là lợi ích chúng sanh. Lợi ích chúng sanh khổ nạn. Những người nào có khổ nạn? Tam giới sáu cõi, người nào cũng có khổ, cũng có nạn. Chỉ là khổ nạn mà họ tiếp nhận khác nhau mà thôi. Có một số người bất kể ở tinh thần vật chất thân tâm đều chịu khổ nạn rất đáng thương có một số người hưởng thụ vật chất rất đầy đủ thế nhưng trong tinh thần bị khổ nạn có một số người hưởng thụ tinh thần đầy đủ thế nhưng trên đời sống vật chất có khổ nạn cho dù người phước báo lớn nhất ở trong tam giới trong kinh phật thường hay nêu điển hình như đại phạm thiên dương ma hê thủ la thiên dương đây là người phước báo lớn nhất ở trong tam giới họ có khổ nạn không họ có họ có khổ nạn như vậy không ra khỏi luân hồi đây là khổ nạn của họ không ra khỏi luân hồi hay nói cách khác là nhất định phải tiếp nhận luân hồi họ hưởng hết phước trời rồi nhất định phải đòa lạc vô lượng kiếp đến nay khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều là thiện ác xen tạp không có thuần thiện cũng không có thuần ác chỉ là thiện nhiều hay là ác nhiều tất cả chúng sanh thọ báo khác nhau mỗi một người đều là tự mình tạo tự mình nhận nếu như chúng ta hiểu rõ rồi hiểu sáng tỏ rồi trí tuệ chúng ta liền khai mở ngay tuyệt đối sẽ không quán trời trách người người khác cám dỗ bạn tạo tội tại sao bạn tiếp nhận vẫn là trách mình không thể trách người khác họ cám dỗ ta. ta tại sao ta không cám dỗ họ ác có nhân trước nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy cho nên phật dạy chúng ta phải có định phải có tuệ có định có tuệ thì hành vi của bạn sẽ tương ưng với giới nói đến giới học là nói nghĩa rộng nhất định không phải nghĩa hẹp hiện nay rất nhiều người học phật nghe đến giới liền nghĩ đến ngũ giới giới tỳ kheo giới tỳ kheo ni giới bồ tát đều nghĩ đến những thế này là phạm vi quá nhỏ hẹp rồi Đây là Phật dạy người mới học Dạy Bồ Tát Không phải cái cách dạy này Nếu như các bạn xem Tứ Thập Hoa Nghiêm Tứ Thập Hoa Nghiêm Ba đoạn Phía trước tỳ Kheo Kiết Tường Vân Là nói Phật bảo tỳ keo hải dân đại biểu pháp bảo tỳ keo diệu trụ đại biểu tăng bảo cái mà bên trong đó nói với cái mà đại thừa thông thường nói chỉ hơi có chút khác biệt tỳ kheo kiết tường vân dạy chúng ta Vậy tiền tài chính là vậy chúng ta Pháp môn niệm Phật Pháp môn niệm Phật Chú trọng ở niệm Phật tam muội Chú trọng ở định học Tỳ kheo hải vân Đây là nói Pháp Pháp chú trọng ở trí tuệ Tỳ kheo diệu trụ Chú trọng ở giới hạnh cho nên Ba cái mà họ đại biểu Là tam học giới định tuệ Phật Pháp Tăng Tam Bảo Định giới tuệ Có thể thay nhau làm thể dụng Định là thể Định khởi tác dụng Chính là tuệ Tuệ là thể Tuệ khởi tác dụng Chính là định Định tuệ là một Chẳng phải hai Thử xem Giới học mà tỳ kheo Diệu trụ nói Là quá rộng lớn Ngài đại biểu đại thừa Ngài nói ra 18 loại giới Chính là 18 loại lớn Của giới học Điều đầu tiên chính là tâm đại bi ở trong giới điều chúng ta không nhìn thấy tâm đại bi điều đầu tiên là đại bi giới không bỏ tâm đại bi cho nên bồ tát niệm niệm phải bi mẫn tất cả chúng sanh giúp đỡ tất cả chúng sanh Lìa khổ được vui Cái gì là khổ? Lục đạo thập pháp giới là khổ Làm sao giúp họ thoát khỏi lục đạo Thoát khỏi thập pháp giới Được vui là gì vậy? Chứng được nhất chân pháp giới Cái đó là vui Tiêu chuẩn của lìa khổ được vui được ấn định ở chỗ này Không phải nói Bà ngày nay Không có ăn Chúng tôi tặng một ít tài vật Cứu giúp bạn Để bạn được no đủ Là bạn liệt khổ được vui Đây là việc nhỏ Tâm thương dũng dặt Tiêu chuẩn khổ là Đích thực là Làm thế nào có thể thoát khỏi Sáu cõi luân hồi Thoát khỏi mười pháp giới Đây gọi là Phật Pháp Đại Thừa Mục tiêu cuối cùng Của Đại Tiểu Thừa Cũng có khác nhau Mục tiêu cuối cùng của Tiểu Thừa là Thoát khỏi sáu cõi luân hồi Liệt khổ được vui Mục tiêu cuối cùng của Đại Thừa là Thoát khỏi mười pháp giới cái này không giống nhau Cho nên tiểu thừa chứng được quả A-la-hán Họ liền cho rằng Đó là viên mãn rồi A-la-hán Thoát khỏi sáu cõi luân hồi Bồ-tát thì không được Bồ-tát phải thoát khỏi mười pháp giới A-la-hán còn ở trong mười pháp giới Thanh văn, duyên giác, Bồ-Tát, Phật Đây là mười pháp giới Cho nên A-la-hán Có thể đạt đến định là được rồi Chúng ta thấy trong Kinh Lăng Nghiêm Định thứ 9 Là thoát khỏi Sáu cõi Định cao nhất của sáu cõi là định thứ 8 Chúng ta gọi là tứ thiền bát định Cái này không thoát khỏi tam giới Đến định thứ 9 là thoát khỏi rồi Thế nhưng Định không thể thoát khỏi Mười pháp giới Nhất định phải khai tuệ Sau khi trí tuệ mở rồi Là có thể thoát khỏi Mười pháp giới Quả báo của họ là Nói rất rõ ràng Đoạn được tất cả phân biệt vọng kiến vọng kiến Chính là vọng tưởng Phân biệt Chính là chúng ta gọi là phân biệt chấp trước sau khi khai trí tuệ rồi là có thể lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước phải làm thế nào giúp chúng ta khai tuệ vậy chúng ta ở trong đời sống trước mắt đối với tất cả người sự vật dùng hết khả năng không nên phân biệt không nên chấp trước không nên đem những sự việc này để ở trong tâm đem những sự việc này để ở trong tâm chính là vọng tưởng không để nó ở trong tâm thì vọng tưởng sẽ không còn trong tâm nếu quả thật là không phân biệt không chấp trước làm được như vậy thì dễ khai ngộ nhà phật thường nói căng tánh lợi căng tánh độ người căng tánh lợi chính là không đem những thứ này để ở trong tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước rất tan nhạt đây là căng tánh lợi phân biệt chấp trước rất nặng là căng tánh rất độn không dễ gì khai ngộ cho nên tổ sư đại đức dạy chúng ta nhìn thấu buông bỏ Chúng ta từ chỗ này Bồi dưỡng căn tánh đại thừa Viên đốn của chúng ta Chúng ta thấy từ trong bộ kinh này Phật chỉ dạy chúng ta Thập thiện là Cơ sở của pháp hành Cũng chính là cơ sở của giới hạnh Thập thiện là thuộc về giới Thực tiễn vào bố thí thực tiễn vào trì giới thực tiễn vào nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã cái tuệ này là bát nhã thực tiễn như thế nào họ được lợi ích như thế ấy một điều bố thí nói cặn kẽ phần sau đều là nói những điều chính yếu để chúng ta từ một suy ra nhiều nghe một biết mười đến chỗ này là áp dụng vào sáu ba la mật một đoạn này đã giới thiệu đơn giản qua rồi xem trong kinh điển phương pháp sắp xếp đây là đại thừa không phải tiểu thừa đoạn thứ hai dưới đây nói từ bi hỷ xã tứ vô lượng tâm cho nên từ chỗ này thấy thế tôn trước tiên dạy bồ tát sau đó mới dạy đại chúng thiên nhân sau cùng mới khuyên tiểu thừa bạn thấy cách thức sắp xếp, xếp của ngài khiến chúng ta ngay chỗ này có sự thể hội sâu sắc nhìn thấy phật giúp đỡ chúng sanh như thế nào để ở trong một đời nhanh chóng viên thành phật đạo